Hả? Ê, ông nó làm gì chạy thục mạng vậy bà? Tôi cũng không có biết nữa. Hình như là có cái sự kiện gì á. Vậy mình qua đó coi đi. Đi. Hôm nay là vòng sơ khảo để cho các bạn làm quen với nhau trước. Cuộc thi chính thức của chúng ta sẽ bắt đầu sau một tuần lễ nữa. Trước khi qua bài kiểm tra, các em hãy uống sữa Milo và tập thể dục để củng cố sức bền cho cơ thể, chuẩn bị hoàn thành tốt bài thi trong ngày hôm nay. Cái gì vậy ta? Bà nhìn kìa, thấy ai không? Bữa nay có ông béo lớp mình tham gia nữa kìa. Ồ, tôi thấy rồi. Mà công nhận ông đó nhìn mập mạp chậm chạp vậy mà cũng đăng ký thi vô học viện bóng đá của trường mình ha. Ê, vậy không biết là ông có hoàn thành tốt phần thi không á? Thôi kệ đi, miễn chung lớp là mình cổ vũ. Bắt đầu khởi động. Bài tập thứ nhất, xoay tay. 1 2 3 4 5 đổi động tác, xoay vai. 2 3 4 đổi động tác, nâng cao đùi. 1 2 2 3 4 5 6. Thể lệ cuộc thi hôm nay rất là đơn giản. Các thí sinh của chúng ta chỉ cần chạy đủ liên tục 3 vòng sân bóng đá này thì sẽ coi như là hoàn thành được vòng sơ khảo. Các em có hiểu rõ chưa? Rõ. Các thí sinh chuẩn bị vô tư thế sẵn sàng. Chuẩn bị. 1 2 3 chạy. Nè béo, sao ông không chạy tiếp đi? Ôi tôi mệt quá, tôi chạy không có nổi nữa. Với người ta cũng hoàn thành xong vòng chạy rồi. Trời đất ơi, ông phải cố gắng lên chứ. Chưa gì hết mà ông đã nản chí rồi. Tôi đã nói tôi không chạy nữa mà. Ráng xíu nữa thôi. Không. Oh, no. Ê, mới có xíu mà bỏ đi rồi. Ê hai bà kia, đi đâu vậy? Ừ, thì đi học về nè chứ đi đâu. Vậy hả? Tôi cũng hận đường nè, cho tôi đi về chung với. Yeah. Ok. Ê, ông béo lớp mình kìa. Ờ ha, đúng rồi, ổng á. Ê, hay mình lại đó đi, thấy ổng đứng có một mình à. Ừ, đi. Đi. Ui cha, xiên dữ vậy ta, đi học không chịu về, ra đây tập bóng đồ ha. Tôi biết rồi nè, tại vì mấy ngày nữa là tới cuộc thi chính thức nên ông đây tập luyện đúng không? Ông ráng đi nha, tụi tôi sẽ cổ vũ cho ông hết mình luôn. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi tập cho vui chứ tôi đâu tham gia cuộc thi nữa đâu. Hả? Ông suy nghĩ kỹ chưa vậy? Cái cuộc thi này á, một năm chỉ tổ chức một lần thôi đó. Bà Vi nói đúng rồi đó, ông mà không tham gia sau này hối hận, ráng chịu nha. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ thành lập một khóa huấn luyện tăng sức bền cho béo, giúp cho béo giảm cân, linh hoạt và sự dẻo dai của cơ thể, tiếp thêm ý chí, tự tin để hoàn thành cuộc thi. Và đặc biệt, tương lai sẽ trở thành một siêu sao bóng đá. Hôm nay, buổi tập đầu tiên của chúng ta chính thức được bắt đầu. Bởi vậy, tôi cần béo hết sức phải tập trung, không được bỏ cuộc giữa chừng. Để tăng thêm không khí cho buổi tập thì Tuấn sẽ tập trung với béo nha. Bộ môn hôm nay chúng ta tập là tăng sức bền, đòi hỏi hai thí sinh của chúng ta phải vô cùng bền bỉ trong thời gian dài, thực hiện được nhiều động tác mà không bị đuối sức nha. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Nhưng mà khoan đã, trước khi luyện tập, hai bạn hãy uống sữa Milo để nâng cao sức bền, tập luyện hiệu quả hơn nha. Nè. Ừ.
luôn, ngon quá là ngon luôn á. Cảm ơn bà Trang nhiều nha. Không có chi. Bây giờ hai thí sinh của chúng ta sẽ bắt đầu khởi động. Lại làm biến nữa rồi, tập tiếp đi chứ. Mệt quá à, tôi chịu hết nổi rồi, cả người tôi như gã ra vậy đó. Thì tôi cũng giống như ông thôi, nhưng mà vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, tụi mình cố lên. Hôm nay trời mát quá ha. Xịn Milo ngon quá à. Ủa mà hai bà làm hết bài tập chưa vậy? Hai, tất nhiên là làm rồi thì mới có thời gian tập luyện cho hai ông chứ. Ê, hai mình đi chơi game đi. Ok, được á, được á. Ê, nè, 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 không có lười biếng nha. Buổi tập huấn này còn chưa kết thúc đâu đó. Đúng, tập trung, tập trung. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động. Động tác đầu tiên là căng cơ lưng bụng. Hai chân mở rộng bằng vai, gập người xuống, tay chạm mũi chân và giữ trong vòng 15 giây. Tiếp theo là căng cơ lưng. Tay giữ ngang hông, sau đó quay qua sau lưng và giữ trong vòng 15 giây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập những kỹ thuật mới phức tạp hơn. Đầu tiên là tập sút bóng. Bước 1, đặt chân trụ trước bóng một chút, chân trụ hướng thẳng về phía mục tiêu. Bước 2, điểm tiếp xúc má trong bàn chân, đá vào chính giữa quả bóng. Bước 3, khóa cứng chân và sút. Hôm nay cuộc thi tuyển sinh của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Các thí sinh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Quyết tâm. Quyết tâm. Vậy thì mục tiêu cuối cùng của chúng ta hôm nay là gì?
ai bền bỉ hơn sẽ là người chiến thắng. Thể lệ cuộc thi của chúng ta hôm nay cũng giống như lần trước, đó là các thí sinh phải chạy đủ 3 vòng sân liên tục. Nếu như mãi chạy không nổi thì sẽ bị loại trực tiếp. Cố lên nha bé, tụi tôi sẽ cổ vũ cho ông. Nhất định ông sẽ vượt qua thử thách. Cố lên. Cố lên bé ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Các thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vào tư thế. Chuẩn bị. Được chiến thắng như hôm nay là nhờ các buổi huấn luyện đặc biệt của bà đó nhớ không? Không có chi. Ê, còn có công sức của tôi đó nha. Sao quên được. Tôi nói đúng chưa? Uống Milo mỗi ngày, bền bỉ hơn từng ngày là đúng mà. Nếu ông uống Milo mỗi ngày, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên nè, gia tăng sức bền thì ông sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Đúng rồi đó. Chúc mừng em nha. Lần trước là cô đã có chú ý đến em rồi. Tôi không ngờ là em lại tiến bộ vượt bậc đến như vậy. Sẵn có các bạn ở đây, em có thể chia sẻ bí quyết được không? Đó là do em thường xuyên uống Milo, luyện tập thể dục mỗi ngày để tăng sức bền, nên em luyện tập được nhiều và hiệu quả hơn đó. Quá trời rồi, sẵn đây thì có phần thưởng cho em luôn nè. Quy chương vàng dành cho nhà vô địch của chúng ta. Quên quên đây, tặng cúp cho em luôn.